Xin chào cả nhà. Hôm nay mình với gia đình mình có mấy bà dì ở bên tiểu bang khác về chơi đó. Rồi cái kéo qua nhà cậu của mình. Nhà cậu của mình nó sau vườn trồng cũng nhiều cây, thành ra qua đây để quay cho cả nhà mình xem ha. Cây bên Mỹ trồng nhưng mà cậu mình ổng ít có chăm sóc lắm. Nhưng mà trái nó cũng sai dữ trời luôn á cả nhà ơi. Thăm vườn của ông cậu. Cây ổi này nhiều lắm cả nhà ơi, quá trời trái luôn. Ổi này là ổi xá lỉ ha mẹ. Ổi của mẹ nè. Cái bên cây bên nóc nhà nè. Ổi xá lỉ. Nó ngon, cái dương diễn thích nó. Cây này quá trời xá trái luôn. Cái chùm này là trái quá. Đây, con cầm rồi đó. Đây, vậy cầm rồi mà nó còn gì. Trái quá trời ha. Như này cũng cắt ngang ấy con. Nó rụng mới nè. Rụng dễ thương luôn vậy đó. Mà cái loại mận xanh này ăn rất là ngon nha. Nó ngọt, nó giòn mà nó có nước mà nó đậm đà lắm. Mà nó thơm mùi mận. Nó ngọt không? Chứ nó không giống như cây bỏ nước ngọt hả? Ngọt gì? Ngọt hả? Ngọt quá. Ngọt quá. Chị Phương thử trái này cho chị Phương. Cái này nó phải lựa trái nào. Đây đây. Đây dài dài đây dài cái trái đó dài. Ngọt không vậy? Nó giòn mà nó thơm lắm con ơi. Dạ. Ngọt, cái này nó ngọt. Hồi tuần trước ăn chưa ngọt. Bây giờ nó ngọt lắm à. Thơm lắm, nó thơm hơn mấy cây kia đó. Nó giòn lắm. Đây. Mẹ nói đây là mận Ấn Độ. Mình ăn thử coi. Ấn Độ chắc nó có nhiều loại hay sao á cả nhà. Mời cả nhà ăn mận thử nha. Giòn, ngọt, có mùi mận. Mình trái này thì có hộp nha. Nhưng mà mình ăn mình vẫn thích cái mận xanh đó nhà mình nhiều hơn. Có chút xíu gì chát. Cẩn thận thôi, quá trời nhãn luôn. Quá rụng, quá trời nhãn. Cẩn thận nha. Phương có ăn lũ không vậy? Có. Nè, cái này đi con. Hỏi cho con. Trời ơi. Lên nhà có sẵn không? Đấy, Phượng, ở đó mình nhìn lên bả không được. Có nhà không thấy gì hết trơn á. Đây, một em leo trên nóc nhà như khỉ vậy đó. Hello. Còn ít trái nha. Dạ. Trời ơi. Một em quét gác ở trên nóc nhà. Cẩn thận nghe trời, ngồi thấy ghê quá vậy. Dạ. Dạ. Thấy đây. Đây một bóng nhãn mà hái trên nóc nhà không có cây nhà thôi nè. Cách này chỉ hái trên nóc nhà thôi nha. Dạ. Rồi nó về cơm nè, cắn thử coi. Ngọt. Mà cái ruột á chút xíu à. Dạ. Đâu cái hộp như xíu ha. Ừ. Dạ dày cơm. Cái nhãn này nó thơm quá chừng luôn á. Thơm mà nó ngọt lắm. Dạ. Ngon hay gì? Rồi cái hộp nhỏ quá chừng đi. Này nè, ngọt ha. Nhãn này nhãn hộp tiêu nè. Ừ, dày ha. Cơm dày quá chừng. Mà cái nhãn này cái phần ngon. Cơm dày,
ngọt, giòn, thơm. Gì vậy? Trời ơi, cái là khó thùng. Rất được không? Phải không? Sao bà ngoại nói sao ngoại? Sao? Trời ơi, nhãn này không có ngon, nhãn này dở lắm. Nhãn là bà ngoại mới ngon. Quá bẻ trái bây giờ phải làm vườn trừ 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 trả chứ. Phải cạo chứ. Quá ghét rồi chứ. Hi, hello mọi người. Mệt quá. Đây. Thêm một người đẹp nữa. Hello cả nhà. Ăn cái nào rồi, có rau cái nấy. Hái một đống nhãn giờ phải quét đây. Sau một hồi bé quét chọn dọn, khu vườn đã sạch sẽ. Để nhãn xong rồi là phải quét dọn.